mình có trao đổi với thầy của con, dạ, cho tôi một lời khuyên là nên học ở đâu. Dạ. Thì thầy Alex có nói rằng là nên thử ở đây đi. Nhiều học sinh của tôi đã học ở đây. À. Là đến IELTS Fighter. Nhưng mà đặc biệt là xong 2 tháng học ấy, thì con có nói với mẹ một câu là mẹ ơi con cảm thấy tốt hơn nhiều. Ừ. Đúng cái giọng của anh là tốt hơn nhiều. À thế thì tốt rồi, tốt hơn nhiều. 저는 강은준입니다. 저는 16살입니다. 이번 R 시험에 con đang bây giờ học là 11 buổi thầy Quốc Anh. Con đã học được 20 buổi hay là mới được 2 tháng. Sau 2 tháng đấy con đã đạt được 7,5 IELTS. Con chẳng biết gì về viết mấy tháng trước, nhưng mà bây giờ con được 6,5 viết. Cô Hoa kính chào tất cả bậc phụ huynh cũng như các bạn học trò thân yêu của IELTS Fighter. Ngày hôm nay cô Hoa có những vị khách vô cùng đặc biệt trong chương trình Talk with Miss Hoa and IELTS Fighter. Và hôm nay thì cô Hoa rất là vinh hạnh được mời mẹ Nhàn cũng như là bạn Yonggun, người Việt Nam nhưng mà bố là người Hàn, phụ huynh là người Hàn. Và bạn là đang là học trò vô cùng nổi bật tại IELTS Fighter, cụ thể ở Xuân La, Hà Nội. Và hôm nay thì cô Hoa rất mong muốn có một buổi trò chuyện để truyền cảm hứng ngôn ngữ, đặc biệt là Yonggun chúng ta đã đạt được cái kết quả rất là tuyệt vời trong kỳ thi vừa rồi. Đầu tiên thì cô chào mẹ cũng như chào con ạ. Con Yonggun có thể giới thiệu đôi chút bản thân được không nhỉ? Đầu tiên là bằng cái tiếng Hàn của con đi. 안녕하세요. 저는 강은준입니다. 저는 16살입니다. 이번 R 시험에 7.5점을 받았습니다. Xin chào mọi người, mình tên là Thanh Nhân Jun, mình 13 tuổi và cách đây mấy tuần mình thi được 7,5 IELTS. Tuyệt vời quá, cô chúc mừng Yonggun nhé. Cảm ơn cô. Yonggun là tên tiếng Hàn của con, còn tên tiếng Việt của con là Kang Minh. À Kang Minh, cả nhà. Vậy là rất là đặc biệt là con là bố là người Hàn nhỉ. Thế thì giờ là con là biết 3 thứ tiếng luôn đúng không? Vâng, con đang học tiếng Hàn. Còn mẹ Nhàn ạ, mẹ có thể giới thiệu đôi chút bản thân được không ạ? Mình là Nhàn. Dạ. Mình đang chủ một doanh nghiệp nhỏ khoảng 30 nhân viên thôi. Dạ. Vâng ạ. Mình đang làm việc tại Hà Nội. Và việc chính của mình đó là xe ôm đưa. Chính của mẹ Nhàn là xe ôm đưa đón bạn Yonggun đi học đúng không ạ? Rồi tuyệt vời quá. Cô Hoa muốn hỏi Yonggun này, đó là con đang học khóa học nào tại IELTS Fighter và sau bao nhiêu thời gian thì con đạt được bên điểm nhỉ? Con đang bây giờ học là 11 buổi thầy Quốc Anh. Con đã học được 20 buổi hay là mới được 2 tháng. Sau 2 tháng đấy con đã đạt được 7,5 IELTS. Và so với điểm đầu vào là con được bao nhiêu chấm điểm đầu vào? Điểm đầu vào của con thấp lắm. Con được 6,5 IELTS, không tính viết. Lúc đấy viết con không biết gì, thế lúc đấy viết chỉ bỏ không thôi. Nghe rất là dễ thương mẹ ạ. Và như vậy là điểm viết là mình coi như là một tờ giấy trắng luôn. Và lúc đấy điểm đầu vào là 6,5 mà chỉ sau 20 buổi 2 tháng. Và con tăng được 1 band điểm. Chưa kể điểm viết đúng không? Rất là bứt phá đấy. Con có ngạc nhiên với hành trình bứt phá của mình không? Con cũng như thế, con thấy rất thích và rất vui khi con lấy được 7,5 sau chỉ được 2 tháng thôi. Tuyệt vời quá. Thế mẹ Nhàn, khi mà Yonggun nhà mình đạt được mức điểm đấy, mẹ có tự hào không ạ? Mình cũng tự hào về con. Nhưng mà đặc biệt là xong 2 tháng học ấy, thì con có nói với mẹ một câu là mẹ ơi con cảm thấy tốt hơn nhiều. Đúng cái giọng của anh là tốt hơn nhiều. À thế thì tốt rồi, tốt hơn nhiều. Vui quá. Thế lý do nào mà mẹ Nhàn và Yonggun lựa chọn IELTS Fighter để đồng hành ạ? Khi mà hè năm lớp 7 ấy, thì mình có đi tìm một số trung tâm để cho con học IELTS. Dạ. Thì đến một số trung tâm thì khi mà về họ trả cái kết quả cho mình ấy. Vâng ạ. Thì con cũng nói với mình một câu là mẹ ơi đây không phải bài kiểm tra của con. Ồ. Thế là mình mới bảo là đến cái đánh giá năng lực của con mà họ không đánh giá được thì làm sao mình đủ niềm tin mình đưa con mình đến đấy học. Thế mình có trao đổi với thầy của con cho tôi một lời khuyên là nên học ở đâu. Thì thầy Alex có nói rằng là nên thử ở đây đi. Nhiều học sinh của tôi đã học ở đây. Là đến IELTS Fighter. Thế là mình mới đưa con đến. Ôi cô Hoa tự hào quá cả nhà. Bởi vì là được phụ huynh tin tưởng như lại được cả thầy cô giáo của con ở trường tin tưởng nữa. Thì đó là điều vô cùng là tuyệt vời. Trong cái quá trình học tập 20 buổi thì con thấy rằng là cái phương pháp giảng dạy của thầy có cô đọc những gì mà con cần hay không? Đối với con thấy nó cực kỳ tốt. Bởi vì nó mở vào tất cả thứ con muốn, bổ sung thêm tất cả con cần. Như đọc, con thiếu đọc rất nhiều. Nhưng mà sau khi một thời gian, điểm đọc của con tăng lên rất cao. Cũng như viết của con chẳng biết gì về viết mấy tháng trước, nhưng mà bây giờ con được 6,5 viết.
Tuyệt vời quá. Như vậy là trong cái quá trình học tập thì thầy sẽ tập trung vào những cái dạng bài mà IELTS cần, chứ không dạy lan man những gì mà tiếng Anh có, đúng không? Và rõ ràng là thực chất ấy, là để mà con tăng được cái band như vậy thì chắc chắn cái nền tảng của con cũng là có sẵn đấy Minh ạ. Nhưng mà cái quan trọng nhất là chúng ta phải nắm được cái năng lực của con và biết được là cái format như thế nào, cái chiến thuật làm bài ra sao, thì lúc đấy là mới kích hoạt được cái năng lực tiềm ẩn của con. Con có đồng ý cái nhận định của cô không? Con có, con đồng ý với cô. Ok, rồi. Thế bây giờ cô muốn hỏi thêm cái quá trình mà thầy giáo tương tác. Con học một một nhưng con có thấy nhiều khi cảm giác mình không có bạn mà mình chỉ có mình với thầy, thì con có thấy cái kết nối nó không được vui không? Hay là con thấy giờ học như thế nào? Sau mấy buổi con nhìn thầy như một người bạn. Một người bạn có information là gì? Thông tin. Thông tin để con phát triển. Thì mỗi ngày con đến con vui vẻ. Đi học rất dễ, đi học rất vui. Như vậy là thầy giáo vừa là thầy giáo, vừa là bạn bè, vừa là người bạn với con, để giúp con phát triển cái thông tin về mọi nơi. Thầy sẽ bật mấy cái video, okay, video educational video, yeah, để cho con nghe. Rồi sau khi nghe xong sẽ speaking mock test, yeah, để phát triển lên điểm nói của con. Như vậy là đi từ những cái thế mạnh và những cái mối quan tâm của con nhưng dưới cái hình thức bài thi. Như vậy là con sẽ vừa cảm giác là rất là ứng dụng, kích hoạt được những gì con sở hữu, nhưng lại dưới cái hình hài bài thi, cho nên con thấy bản thân mình rất có giá trị trong cái buổi học. Như vậy con có biết không, là cô vừa hỏi là con có đạt được những gì trong cái bài thi IELTS con cần hay không, hay là con có thấy bản thân mình có giá trị được truyền cảm hứng hay không, thì hai cái câu hỏi của cô đang muốn chia sẻ về hai cái chữ cái trong cái phương pháp Ripple mà IELTS Fighter đang theo đuổi. Thì chữ cái đầu tiên là chữ Refined Knowledge, có nghĩa rằng IELTS Fighter theo đuổi một cái hệ phương pháp là chỉ tập trung dạy những gì mà con cần, IELTS đang mong muốn con đạt được, chứ không dạy tất cả những gì tiếng Anh có, bởi vì cái quỹ thời gian của chúng ta thì có hạn. Hay là cái quan trọng nhất của cái quá trình để cho người học có cái động lực và đam mê theo đuổi, đó là tính truyền cảm hứng, inspiration. Và mẹ Nhàn ạ, nhà cô theo đuổi cái hướng đó là cho dù mô hình lớp học là một một nhóm nhỏ hay là lớp tiêu chuẩn, lớp lớn, thì cái vai trò người thầy đó là kích hoạt được cái niềm tự tin của người học trong buổi học. Tức là con học xong mà con thấy mình trở thành thần tượng của mình. Đấy là cái điều mà nhà cô sẽ đặt cái chỉ tiêu cho giáo viên, chứ không đơn thuần là giáo viên là thần tượng của con. Thì con thấy thầy Quốc Anh có đạt được hai cái điều đấy cho con không? Đấy, con ít có, con có nghĩ thầy Quốc Anh đã đạt được hai điều đấy cho con. Rồi nhiều lúc thầy làm con tự nhiên với trình độ của con. Thầy đúng rồi, câu này rất hay, tự nhiên với trình độ của con, đúng rồi đấy. Có nghĩa là con thấy bản thân mình luôn được ghi nhận mọi góc cạnh, đúng không? Đấy là cái điều vô cùng tuyệt vời. Cái phương pháp đấy là một trong phương pháp mà cô Hoa cũng rất tự hào để nhân bản cho hàng ngàn học trò của IELTS Fighter hiện nay đây, Yongun ạ. Và mẹ Nhàn ạ, khi mà mẹ đồng hành với IELTS Fighter thì mẹ cảm nhận như nào về đội ngũ nhà cô ạ? Ngay từ buổi đầu tiên ấy, mình đưa con đến để test cái đầu vào, test cái đầu vào đấy, thì mình thấy rằng là con được đánh giá đúng đúng cái năng lực của con đang thiếu chỗ nào và con cần phải bù chỗ nào. Dạ. Đấy. Thì con đang không có những cái gì. Sau quá trình đấy thì mình có nói chuyện với ông xã mình, thì hai vợ chồng mới quyết định là thôi cho con học. Thì trong quá trình học ấy thì rất là vui là trung tâm chủ động xin phép mẹ, yeah, để kết nối mẹ với lại thầy giáo, yeah, với lại học sinh. Thế thì tất cả các hoạt động của con là mẹ đều biết, kể cả là bài tập ấy, con xin thầy bài tập hay là thầy yêu cầu con làm bài tập thì mẹ đều hiểu được vấn đề. Thực ra mẹ rất là kém tiếng Anh nhưng mà để đồng hành với con thì mẹ cũng biết được là hôm nay con đã làm cái gì, con học cái gì, con được học như thế nào. Yeah. Như vậy là cái quá trình đồng hành mẹ đánh giá là rất là sát sao giữa đội ngũ quản lý chăm sóc học viên, đúng không ạ? Đúng rồi. Đó là cái việc được đồng hành với Yongun là một là cái niềm vui và tự hào của thầy Quốc Anh đấy. Và cho cô hỏi thêm một chút nữa, đó là con thấy việc học IELTS từ lớp 8 như con có sớm không? Đối với con không thể sớm lắm, bởi vì không bao giờ sớm đến cái gì cả. Thì con thấy lớp 8 hơi phù hợp để vào hay là trẻ hơn lớp 7, lớp 6. Vẫn hoàn toàn phù hợp đúng không? Có một số các nhận định nói rằng đó là nếu mà chúng ta bắt đầu IELTS sớm quá thì cái nhận thức về hệ xã hội các con chưa đủ để làm cái bài test đấy. Thì con nghĩ nào về cái định hướng đấy? Thông tin về xã hội mình không có thể hàng ngày phát triển lên bằng cách xem thông tin ở Mỹ, thông tin ở Pháp, thông tin ở trong thế giới. Đúng rồi. Để có thể nhận được mọi thứ và khi vào speaking hay writing mình có thể có thông tin để biết. Đúng rồi. Để nói.
cô cũng đồng ý cái quan điểm như mình. Rất nhiều phụ huynh chia sẻ rằng là cho con học IELTS từ sớm lớp 6, lớp 7 thì bị sớm quá. Tuy nhiên ấy, nó người ta bảo là hạnh phúc không phải là đích đến mà nó là hành trình. Có nghĩa là mình đặt một cái đích là đạt được cái ngưỡng đấy, những cái hành trình đấy nó giúp cho mình sở hữu được những cái kiến thức về hệ xã hội, về những bộ môn khác. Và biết đâu trong quá trình con học, đặc biệt là những cái bài IELTS reading, con thấy cái hệ về các bộ môn nó rất là rõ, đúng không? Và nó có thể định hướng được cả cái chuyên ngành sau này của con lựa chọn tương lai, đúng không? Thế còn là mẹ nhà là khi mà mẹ định hướng mục tiêu mẹ trang bị cho Yeonggun IELTS là bạn đi du học, đúng không ạ? Thì có một suy nghĩ đơn giản là như này: IELTS là cần thiết cho con, yeah. Cần thiết cho tương lai của con, đi đại học ở Việt Nam cũng cần, du học cũng cần, bất cứ cái công nghề nghiệp cũng cần. Dạ. Thế thôi mình cứ học trước đi. Đúng rồi. Bởi sao phải đợi đến lúc cần mới học? Đúng. Thì cái càng lên cao thì cái lượng kiến thức con phải tiếp thu nó rất là nhiều, thì bây giờ lại phải học cả IELTS nữa. Đúng rồi. Thì quá mệt đi. Chính xác ạ. Nó sẽ gây stress cho đứa bé. Vâng. Mà cái kết quả đạt được chắc gì đã được như mình mong muốn. Đúng ạ. Nên là nếu như được thì mình cứ cho con học sớm đi. Chính xác đấy ạ. Và càng lứa tuổi nhỏ thì cái khả năng dung nạp ngôn ngữ của các con nó sẽ càng rộng mở. Đúng. Khi mà càng lớn lên nữa thì các con đã dung nạp đủ những cái thông tin của các cái bộ môn chuyên ngành khác rồi, thì lúc đó cái sự quản trị định hướng cũng sẽ khó hơn rất nhiều đấy ạ. Cho nên là cô Hoa cũng rất là mong muốn thông qua cái câu chuyện chia sẻ của mẹ Nhàn và Yeonggun để cho phụ huynh chúng ta hiểu một điều, đó là chúng ta nếu có định hướng, nếu có cái nguồn lực, thứ nhất đó là sự đam mê học tập của con, thứ hai nữa là cái định hướng của gia đình mà đúng đắn từ sớm, thì cái con đường sẽ rất là thanh sang phụ huynh ạ. Chúng ta sẽ định hướng cho con được rất là tuyệt vời. Và phụ huynh thấy không, là Yeonggun của chúng ta, một bạn nhỏ lớp 8 thôi, nhưng mà cô thấy là cái sự trưởng thành, sự phân tích mọi thứ rất là rõ ràng, rất là mạnh lạc. Đó cũng là một cái đóng góp cũng rất nhiều từ cái quá trình định hướng sớm của mẹ Nhàn hay là của gia đình đấy ạ. Vâng ạ, và cô Hoa rất là vui là được gặp hai mẹ con ngày hôm nay. Và để mà có thể chọn được một cái lời nhận định về cái hành trình trải nghiệm tại IELTS Spider, thì mẹ Nhàn có thể cho cô những lời nhận xét nào ạ? Cái nhận xét của mình về IELTS Spider đó là con được phát triển bản thân. Dạ. Hiểu được mình đang ở đâu và mình cần gì trong cái hành trình học tập phát triển IELTS của mình. Dạ, tuyệt vời quá. Còn what about you, Yeonggun? How do you think about IELTS Spider? For me, I love IELTS Spider as they provide the needed equipment for me to go into the IELTS test and become prepared for the IELTS test. Ok, cô bây giờ đã hiểu là tại sao mà thầy Quốc Anh cũng thương con như thế, bởi vì hoạt động của con cũng rất là hay và ý rất là rõ ràng, thẳng thắn nữa. Và còn nếu có một lời khuyên cho những bạn đồng trang lứa thì con sẽ có lời khuyên nào cho các bạn? In English would be fine. If I were to give one piece of advice, it must be keep your standards low at first, then slightly raise them up, and then try to achieve them. So you'll slowly improve day by day, and slowly you'll get to your goal. Tuyệt vời quá. Còn mẹ Nhàn thì sao ạ? Nếu có một lời gửi gắm tới những bậc phụ huynh mà đang có các con ở lứa tuổi cấp 2, thì mẹ sẽ gửi gắm điều gì ạ? Theo năng lực của từng bé, nếu như cảm thấy đâu cần thiết phải đầu tư cho con, yeah, thì các phụ huynh nên mạnh dạn, nên lựa chọn đại học vài giờ để đúng vậy. Vâng ạ, và cảm ơn mẹ Nhàn, cảm ơn Yeonggun đã cho cô một buổi chiều rất là ý nghĩa. Và cô cảm ơn quý phụ huynh, đặc biệt là những phụ huynh đang luôn tìm một cái con đường, một môi trường để định hướng, thì cô rất là mừng là luôn được nhận những cái sự yêu thương và đặc biệt là những thành quả tuyệt vời như Yeonggun ngày hôm nay. Và quý phụ huynh chúng ta hãy tin tưởng vào những cái giá trị mà bản thân mình cũng như con theo đuổi nhé, và bắt đầu sớm thành công sớm là điều mà cô Hoa muốn gửi gắm tới quý phụ huynh ạ. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều đã luôn yêu thương và đồng hành cùng IELTS Spider ạ. See ya. IELTS Spider, vì 1 triệu người Việt đạt 6.5 IELTS.